Đóng cửa phiên giao dịch 30 tháng 10, lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, kéo chỉ số MX VN-Index tăng hơn 0,6% lên mức là 2.169 điểm. Vâng, trên thị trường đậu tương thì giá các mặt hàng trong nhóm diễn biến tương đối là trái chiều. Trong đó thì mặt hàng dầu đậu tương ghi nhận mức tăng đáng kể gần 2,4% lên mức 965 đô la Mỹ cho một tấn, dẫn dắt đà tăng của cả nhóm. Bên cạnh đó thì giá đậu tương thì cũng tăng hơn 1%, ghi nhận phiên phục hồi đầu tiên sau 4 phiên giảm giá liên tiếp. Trong khi đó thì giá khô đậu tương có xu hướng giảm nhẹ với mức 332 đô la Mỹ cho một tấn. Theo MXV thì nhu cầu nhập khẩu đậu tương của Mỹ phục hồi là yếu tố chính hỗ trợ cho giá mặt hàng này trong phiên giao dịch ngày hôm qua.